Xin chào các em học sinh lớp 12. Trong video hôm nay chúng ta sẽ học phần Part A, Reading, tiết thứ nhất của Unit 5 Higher Education, có nghĩa là giáo dục đại học nha các em. Bây giờ các em sẽ đi vào phần 1 lớn, Before You Read, Work in Pairs, Ask and Answer the Questions, làm việc theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi. Ở đây mình có hai câu hỏi nè các em. Câu hỏi thứ nhất là How do you say in English the names of this university? Làm bạn nói bằng tiếng Anh tên của các trường này như thế nào? Hoặc là mình có thể nói là tên của các trường này, bạn nói tên của các trường này bằng tiếng Anh như thế nào? Là ba cái trường này nè các em. Trường thứ nhất là trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thứ hai là trường Đại học Huế và thứ ba là Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Đó, các em suy nghĩ cho cô đi. Rồi, bây giờ câu số 2 nào. What university would you like to apply for and why? Bạn muốn nộp đơn vào trường đại học nào và tại sao? Rồi, bây giờ mình sẽ trả lời nha các em. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, mình sẽ có tên tiếng Anh của nó như sau. Hà Nội University of Architecture. Được chưa các em? Từ Architecture này có nghĩa là kiến trúc đó các em. Rồi, tiếp theo trường Đại học Huế thì mình có là Huế University. Và thứ ba, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, mình sẽ có tên tiếng Anh là Hà Nội University of Natural Science. Rồi, giờ các em lặp lại theo cô nha. Hà Nội University of Architecture, Huế University, Hà Nội University of Natural Science. Như vậy là mình đã hoàn thành xong câu số 1 nha các em. Rồi, bây giờ qua câu 2. Mình muốn nộp đơn vào trường đại học nào, tại sao? Ở đây có 3 trường đại học rồi nè. Và có rất là nhiều trường đại học ngoài 3 trường đại học này ra. Thì các em thích nộp đơn vào trường nào thì các em giải thích lý do cho cô thôi. Bây giờ cô sẽ cho mình ví dụ ha. Rồi, I like to apply for Hà Nội University of Architecture because I want to be an architect. Tôi muốn nộp đơn vào trường Đại học Kiến trúc Hà Nội bởi vì tôi muốn trở thành một kiến trúc sư. Đó, đơn giản vậy thôi các em. Rồi, câu ví dụ cho câu trả lời tiếp theo nè. I like to apply for Huế University because it isn't far from my house. Tôi muốn nộp đơn vào trường Đại học Huế bởi vì nó không có xa nhà của tôi. Hay nói cách khác là nó gần nhà đó các em. Ví dụ như vậy ha. Rồi, bạn nào có câu trả lời khác thì cứ mạnh dạn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần tiếp theo. Cô giới thiệu cho mình một số từ vựng ha. Nằm trong nội dung của bài đọc đó các em. Rồi, dấu sao nè, vocabulary hay là từ vựng. Rồi, mình có từ campus, từ loại là danh từ có nghĩa là khuôn viên. Fight back có nghĩa là nén hoặc là nín. Mình có cụm từ là fighting back tears có nghĩa là nén khóc hoặc là nén nước mắt. Blame, từ loại là động từ có nghĩa là khiển trách hoặc là đổ lỗi. Rồi, daunting, từ loại là tính từ có nghĩa là nản chí. Scary, từ loại là tính từ có nghĩa là sợ hãi. Academically, từ loại là trạng từ có nghĩa là về việc học. Socially, từ loại là trạng từ có nghĩa là về quan hệ xã hội. Challenge, từ loại là động từ có nghĩa là thử thách. Amazing, từ loại là tính từ có nghĩa là làm kinh ngạc hoặc là làm ngạc nhiên. Rồi, mate, từ loại là danh từ có nghĩa là bạn. Existence, từ loại là danh từ có nghĩa là sự tồn tại. Rồi, các em lưu ý ha, cái phần cô tô màu đỏ và gạch chân đó thì trọng âm sẽ được nhấn ngay âm tiết đó nha các em. Rồi, bây giờ các em sẽ nghe cô đọc và lặp lại theo cô nha. Now listen and repeat after me. Campus, fight back, fighting back tears, blame, daunting, scary,
Academically. Academically. Socially. Challenge. Amazing. Mate. Existence. Đó, các em gắng cố gắng luyện đọc các từ này và ghi vào trong tập và học thuộc lòng cho cô nha. Rồi tiếp theo mình sẽ qua phần task 1. Complete the sentences using the right form of the words in the box. Hoàn thành các câu sau sử dụng hình thức đúng của các từ ở trong hộp. Ở đây có 5 từ và 5 câu. Như vậy là mỗi từ mình sẽ điền vào một câu. Có một số từ các em phải biến đổi cái hình thức của nó cho phù hợp với vị trí trong câu ha. Rồi. Bây giờ cô nhắc lại từ canvas ha, từ loại của nó là danh từ có nghĩa là khuôn viên. Blame từ loại là động từ có nghĩa là đổ lỗi hoặc là khiển trách. Từ scary từ loại là tính từ có nghĩa là sợ hãi. Challenge từ loại là động từ có nghĩa là thách thức. Amazing từ loại là tính từ có nghĩa là làm cho ngạc nhiên, làm cho kinh ngạc. Rồi bây giờ mình đi vào câu số 1 nha các em. The new library was built in the center of the. Như là sau mẫu từ the mình sẽ cần từ loại là danh từ đó các em. Thư viện mới được xây dựng tại trung tâm của. Bây giờ trên đây chỉ có một danh từ duy nhất đó là từ campus, như là tại khuôn viên. Ha, tại trung tâm của khuôn viên. Như vậy là mình sẽ điền từ campus vào đây mà mình không cần thay đổi hình thức gì hết. Rồi câu số 2. Day the rise in oil prices for the big increase in inflation. Bây giờ ở đây mình sẽ cần một động từ nè các em. Vậy là họ cái gì tăng giá dầu là do sự lạm phát tăng lớn. Như vậy ở đây mình chọn cái động từ blame là đổ lỗi cho cái sự tăng giá dầu ha, là do cái sự lạm phát tăng lớn. Vậy mình sẽ điền chữ blame vào đây và không có thay đổi hình thức gì hết. Tiếp theo câu số 3. That's the story I ever heard. Như là đó là cái câu chuyện mà tôi đã từng nghe. Vậy là story là danh từ nè. Vậy là trước danh từ mình sẽ cần một tính từ nè các em. Và ở đây có thêm mẫu từ the nữa. Ở đây mình sẽ dùng so sánh nhất đó các em. So sánh nhất của tính từ. Vậy là câu chuyện sợ hãi nhất mà tôi đã từng nghe. Vậy mình sẽ chọn chữ scary và mình đưa về so sánh nhất của nó là mình đổi y dài thành y ngắn rồi mình thêm est vào đây. Ha. Rồi tiếp theo. Intelligent boys do something if it's really dumb. Những cậu con trai thông minh á thì làm những thứ nếu nó thật sự là thách thức họ. Ha. Vậy mình có cái từ challenge này nè các em. Mình điền vào đây là phù hợp nhất nè. Rồi thêm chủ từ là số ít á, do đó cái từ challenge này mình sẽ thêm s vô. Như vậy là mình có từ là challenges nha các em. Vậy là từ này mình thay đổi hình thức của nó nè. Rồi câu số 5. The new car goes at an speed. Như là chiếc xe hơi mới chạy với cái tốc độ là đáng kinh ngạc, ngạc nhiên. Vậy là mình có từ amazing mình điền vào đây. Đó. Speed là danh từ nè các em. Thì mình cần tính từ ha, amazing điền vào đây. Thêm em thấy là có cái mẫu từ an nữa nè. An là đứng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm. Amazing là bắt đầu bằng chữ A là nguyên âm nha các em. Như vậy là mình đã hoàn thành xong phần task 1. Bây giờ mình sẽ qua phần 2 lớn, while you read. Rồi, người ta cho cái ngữ cảnh là three students talk about their first impression of university life. Read the passages and then do that. And then do the task that follow. Ba học sinh nói về cái ấn tượng đầu tiên của họ về cái đời sống ở trường đại học, đọc các đoạn văn, sau đó làm cái những cái bài task bên dưới. Rồi. Có tất cả là 3 đoạn á các em. Mà trên live này cô mới show trước cho mình một đoạn về Sarah thôi, còn lại đoạn Ellen và Brandon thì mình sẽ trong cái live sau. Giờ cô sẽ đọc cho các em nghe ha. Các em chú ý nè. On the first weekend, I went out with my new friends walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college.
meeting people who could become good friends of mine. The most exciting things were that I didn't have to explain to my parents where I was going, who with, or what time I'd be home. On Saturday night, I followed my roommate to a party. The people at the party were busy playing some game, and no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely fighting back tears. I ran back to my room, thinking I would never feel at home at college. Rồi, tiếp theo, qua hai đoạn tiếp theo nè các em, của Ellen và Brandon nè, cô đọc cho các em nghe luôn nha. My roommate left the window open on the time, even when it was 10 degrees Celsius out, and went to bed at 10 every night when she got sick after midterms. She blamed my typing and having a light on while she was trying to sleep. At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over and over for many years, it was amazing but a little scary to be in a place where it seemed like I never saw the same person twice. Brandon, the first year at college was probably the best and most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly, taking part in the advanced engineering project gave me a chance to use my creativity and knowledge to help society. Socially, I make lots of new friends both through engineering and living at St. John's College on campus. The social calendar of the college provides plenty of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mate. Như vậy là cô đã hoàn thành xong 3 đoạn văn. Các em gắng cố gắng về nhà luyện đọc các đoạn này cho cô nhé. Cái tiết 1 của chúng ta là dừng ở đây ha. Bây giờ phần bài tập nè, rất là đơn giản thôi các em. Learn new words by heart là học thuộc lòng từ mới cho cô. Practice reading the passages more at home, thực hành đọc các đoạn văn nhiều hơn ở nhà. Prepare you need five reading, như là chuẩn bị cái phần đọc tiết thứ 2 của unit 5 cho cô ha. Rồi như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi video. Hẹn gặp lại các em vào video sau nha.